Với tình yêu Hà Nội và muốn gắn bó lâu dài, coi Việt Nam như quê hương thứ hai của mình, James đã thành lập ra nhóm tình nguyện mang tên Keep Hà Nội Green, cùng với các bạn trẻ quyết tâm xây dựng những hoạt động ý nghĩa dành cho môi trường. Mỗi tuần một lần, James cùng nhóm bạn trẻ trong màu áo xanh tình nguyện lại lên kế hoạch, không chỉ làm sạch môi trường sống, mà nhóm còn thực hiện công tác tuyên truyền, thay đổi nhận thức của người dân về việc để rác đúng nơi, không vứt rác bừa bãi, bảo vệ gìn giữ môi trường xung quanh. Thưa quý vị và các bạn, hiện tại thì tôi đang có mặt ở công viên Thống Nhất, nơi diễn ra những hoạt động tình nguyện vì môi trường nhân ngày trái đất. Và bây giờ tôi sẽ nói chuyện với các bạn trẻ và tìm hiểu sâu hơn về những vấn đề này. Chào bạn ạ. Bạn cho mình hỏi là bạn tham gia các hoạt động này lâu chưa? Mình đã tham gia rất là nhiều những hoạt động như thế này và thời gian cũng tương đối lâu rồi. Rất là nhiều các hoạt động, chương trình Chủ nhật xanh, hoạt động ngày vì trái đất và vì môi trường. Vâng, và khi tham gia các hoạt động này thì bạn cảm thấy như thế nào? Khi tham gia hoạt động như thế này thì tôi cảm thấy rất là vui vì mình đã góp một phần nhỏ vào việc bảo vệ môi trường và kêu gọi mọi người cùng góp phần bảo vệ môi trường và bỏ rác vào đúng nơi quy định, tạo lên một môi trường xanh sạch. Rác thải được nhặt vớt, sau đó phân loại rác đựng vào bao bì và mang đến nơi tập kết. Tham gia buổi dọn rác ngoài thành viên nhóm Keep Hà Nội Green, còn có nhiều sinh viên trên địa bàn thành phố. Đây là việc làm thể hiện sự kết nối cộng đồng, nâng cao ý thức của người dân, mà đó còn là một hình ảnh đẹp của những con người đại diện cho lớp trẻ tràn đầy sự nhiệt huyết và yêu cuộc sống. Từng hành động tuy nhỏ bé nhưng góp phần làm môi trường sống thêm văn minh, sạch đẹp hơn. Hiện tại nhóm đang phát triển một kế hoạch lâu dài vào chủ nhật hàng tuần. Một trong những ý tưởng của kế hoạch lâu dài đó là cung cấp thùng rác cho tất cả các lớp học, trường học trong Hà Nội. Và hy vọng nếu được thì có thể nhân rộng ra các tỉnh, thành phố khác. Bên cạnh đó còn có các hoạt động vui chơi giải trí và thông qua các hoạt động này sẽ nâng cao được ý thức của học sinh về việc bảo vệ môi trường, phân loại rác và vứt rác vào đúng nơi quy định. Giữ màu xanh cho đất Việt, đó là khẩu hiệu mà nhóm các bạn trẻ tình nguyện vì môi trường Keep Hà Nội Green luôn mong muốn và hướng tới để làm sao giữ được cho Hà Nội luôn xanh, sạch, đẹp, đúng như cái tên gọi mà bạn bè quốc tế đặt cho Hà Nội, thành phố vì hòa bình. Và bây giờ tôi sẽ hòa chung vào các hoạt động để cùng nhặt rác với các bạn trẻ.